Sự việc con cá sấu khủng ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp sổng chuồng và bơi trên sông, chủ của nó bị phạt lên đến 350 triệu đồng. Và do mức phạt quá cao, lực lượng chức năng đã tịch thu cá sấu vẫn đang khiến người dân miền Tây vốn phải thường xuyên mưu sinh, di chuyển qua nhiều kênh, rạch, sông nước, bất an. Thì mới đây, một sự việc tương tự lại tái diễn. Cụ thể là tại bến xe khách, nhân viên bãi xe khách Hùng Cường, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang bất ngờ phát hiện một cá sấu sổng chuồng dài khoảng 1,2 mét bò vào và nằm cạnh chiếc xe khách. Sau giây phút hoảng hốt, nhiều người đã xúm vào vây bắt con cá sấu này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Mỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành xác minh lai lịch cá sấu này để có hướng xử lý phù hợp. Qua đó xác định cá sấu sổng chuồng này là của trại cá sấu Úc Tuyết tại tổ 1 khóm Hòa Bình do bà Lê Thị Bích Lệ làm chủ. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lệ thừa nhận vào ngày 24 tháng 10, trang trại của bà có giết mổ cá sấu tại chuồng, có dấu hiệu C5 để lấy thịt và da bán. Tuy nhiên, do bị động và hoảng sợ nên con cá sấu có chiều dài 1,2 mét, nặng 6kg đã tung cửa chuồng sổng ra ngoài, rồi bò vào bãi xe khách ở phía đối diện. Sau khi xác định cá sấu là của trang trại mình bị sổng chuồng, bà Lệ cho nhân viên bắt về và giết mổ ngay.